Chào các bạn, hôm nay là ngày thứ 12 và mình đang thọt sub ML luôn. Nhưng mà không sao, dù sao thì cũng có những cái trải nghiệm để chia sẻ cho các bạn biết là chơi phải né từ đầu thì ôi dồi ôi, khó thực sự các bạn nhé. Nhưng mà thôi được, bước sang ngày thứ 12 thì chúng ta có thêm một cái tính năng mới là tính tinh luyện trang bị. Thì tinh luyện trang bị này thì nó sẽ liên quan đến cái hoạt động bí cảnh lục đạo. Nào, đánh thử xem nào. Đây thì có mấy cái viên đá các bạn ạ. Múc, đấy. Nó gọi là cái gì thiết nhỉ? Nghe một cái tên cực kỳ là mỹ miều. Huyền thiết à? À không, côn lôn thiết. Mục luôn. Đấy, còn nhãi nhép này. Một gậy là mày đi ngay. Ok. À, tầm này. Mấy hôm nay, tầm 3-4 hôm nay rồi, mình cũng thấy bâng khuâng lớ la lớ lẩn, ngớ nga ngớ ngẩn. Chán đời quá nên là mình cứ thấy trang bị nào lực chiến cao hơn là mình múc. Chứ mình không có build né các bạn. Nhưng mà thôi, tầm này trên 200 rồi bắt đầu lại phải quan tâm đến chỉ số rồi này. Đấy, mình đang level 211. Thì bây giờ mình sẽ cần phải quan tâm đến cái chỉ số. Phải cố gắng lấy được những trang bị có phẩm né thì nó ngon lành kinh đào như các bạn. Nhưng mà đen một nỗi này. Có cái châu ngọc này mình thấy là tăng được nhiều phần trăm. Thì hôm trước mình có một cái món đồ hình như linh bảo 1 sao. Ủa, phần trăm né tăng lên 20%. Ôi, vãi nồi. Nhưng mà các bạn biết gì không? Khi mà các bạn đi trấn yêu tháp này các bạn hết sức cẩn thận nhá. Bởi vì chúng ta cứ ấn gọi là khiêu chiến tiếp đúng không? Ấn bỏ qua phát. Đúng cái lúc trang bị mới nó ra phát mình ấn mẹ vào thôi. Bay luôn cái trang bị 20% né, cay thực sự các bạn ạ. Khóc, giờ chỉ khóc thôi. Thế là từ cái lúc mất cái trang bị đi mình cứ thấy trang bị nào lực chiến cao hơn mình nhặt luôn. Thế thành ra nhìn này. 61% né. Ow shit. Thôi không sao. Đấy, coi như là một cái gì đó cảnh giới nó reset để chúng ta có được những món trang bị cao hơn khi ở những level cao hơn nha các bạn. Rồi, đi bí cảnh lục đạo phát. Thêm một tí nữa xem nào. Ấy à. Tầm này nào mình reset ứng long phó ra thế nhở. Cay thực sự các bạn ạ. Mấy hôm nay reset không ra được một em ứng long nào. Hôm qua điên máu quá reset hết 280 ngựa linh thạch, tức là 28 lần vẫn không ra. Cay thực sự luôn. Có khi nào lại phải quay trở lại chơi ong già đây. Ký lân phế lắm các bạn ạ. Đừng chơi. Mặc dù là pet đỏ đấy, nạp tầm 4 củ rưỡi 5 cục nhưng mà chán. Quá chán luôn. Đáng lẽ ra mình nên chơi build bố vào em ong già, build mắc ong già phát. Yên tâm build sang em ứng lòng. Thế là chơi lâu dài, quá tuyệt vời. Đấy. Sai lầm bắt nguồn từ những kinh nghiệm các bạn ạ. Không có ai mà thông minh sẵn. Mấy cái bố mà cứ comment ở dưới bảo ui, ông này chơi gà thế, đây là các bạn chơi ngu. Thì những ông đấy cũng trải qua những lần sai lầm rồi thì mới có những cái bài học như thế. Hoặc trừ khi các ông đấy là được những người chơi trước đấy, chơi ở bản Global, bản Trung Quốc, người ta có kinh nghiệm người ta chia sẻ cho thì lên ra oai thôi. Chứ còn thực ra làm sao mà lường trước được, đúng không? Nếu như là một người bình thường thì chúng ta cứ thấy phẩm chất nào mà gọi là phẩm đỏ đấy các thứ thì nó phải hơn những phẩm cùi hơn rồi. Mình thì cũng là một người bình thường thôi. Để mình chơi ít ra là mình có sự trải nghiệm thì mình chia sẻ cho các bạn nó thực tế. Còn mấy bố đấy có khi cũng chưa trải nghiệm đâu. Nghe người khác nói bắt đầu ra ui dồi ôi, quánh bàn phím như đúng rồi. Sợ thực sự. Rồi nào, tiếp tục đi. Ôi chết, tầng bao nhiêu ấy nhỉ? 27 rồi. Không biết là với lực chiến của mình đây thì là được bao nhiêu ta? Ê, 29 chưa? Tầng 30 như lại có thêm một cái để nâng bậc thì phải. 29 này. Đánh lâu phết nhở? Nó không có bỏ qua trận chiến luôn. Cay vãi. Ok. Tiếp tục. À đây các bạn nhìn thấy tinh quái của mình có sự sắp xếp lại nhé. Đây đánh nốt tầng 31 cho các bạn xem. Thứ nhất là em hình thiên của mình. Thứ hai là em phù tang. Bình thường thì mình để liễu đạo chân ở đây bởi vì khi né phát là nó sẽ hồi phục được 15% HP. Thế nhưng mà bây giờ cái chỉ số né của mình sau khi mất mấy cái món trang bị kia, thế là mình cũng chán quá, mình cứ build những trang bị nào lực chiến cao hơn thì mình cho vào ấy. Thế là mình để cái em này. Bởi vì là em này vào trận phát là có kháng 28%, 3 cái thuộc tính liền các bạn. Quên bố mất thuộc tính gì à. Nhưng mà có kháng 28% cũng ngon. Cho vào thôi. Chứ còn có né được quái đâu mà hồi máu. Thôi chắc là phải mất tuần nữa để build lại thôi. Không sao, không vấn đề gì. Đâu để mình xem nào. Tinh luyện trang bị này, X10. Khi mà chúng ta cứ tinh luyện đây là nó không bị mất đâu. Nó tinh luyện theo slot ấy. Ví dụ slot này nâng cấp lên level 10 thì nó, khi mà chúng ta có thay trang bị mới thì nó cũng chả bị mất. Đấy là cái tuyệt cả là vời nha. Ôi còn thiếu cái đá này này. Đó, nâng cấp tiếp đi. Bí cảnh lục đạo này. Hình như tầm 40 lại có thêm ấy. Giá như có tròn thêm mấy chục viên nữa là được ấy. 50 viên là ok luôn đấy. Ô, ở đây mình quên mất không để ý. Ở đây cũng có khá là nhiều cái thạch, cái viên đá màu xanh xanh để nâng cấp tiên thụ nhỉ. Tiên thụ của mình sắp lên cấp 13 rồi. Lấy cấp 13 cái lại. Ôi rồi ok ngay. 2 ngày nữa. 2 ngày nữa thì mình vẫn còn, đó chính là cái quỹ tiên thụ. Thì sẽ có thêm khoảng 1500 đào. Là cũng ổn áp. Xả 1500 đào đấy là cũng được. Nên là mình cũng không cần phải tích lũy đào đâu. Còn những bạn nào mà nông dân thì mình khuyên các bạn là chắc chắn là mỗi một lần lên tiên thụ là các bạn nên tích lũy nhá. Ít nhất phải có 1500 đến 2000 đào. Để chúng ta xả ở cái tiên thụ mới là nó sẽ khá bọt hơn đấy. Nhưng các bố cứ bảo là đừng tích làm gì, không thọt lắm. Nhưng mà 2 ngày cuối mà chúng ta không tích thì đến ngày cái cấp tiên thụ nó lên chẳng hạn, lấy cái gì mà xả. Nông dân làm gì có gì đâu, trông chờ vào 2-3 con chuột thì cũng không ăn thua đâu. Mình chơi cả kiểu đua tốp cả kiểu nông dân là mình biết đấy. Rồi bây giờ ngày nào mình cũng sẽ ra video về 2 series để các bạn có thể so sánh được luôn. Đó chính là một series cày chay và một series là nạp tiền đua tốp. Thì các bạn sẽ thấy nông dân chơi kiểu khác mà nạp tiền đua tốp nó phải chơi kiểu khác đấy các bạn. Quà này, gì à, được đấy chứ. Triệu hồi tinh quái thử phát nào. Oh man. Rồi, một chú. Thêm chú nữa. Có thêm tí cộng hưởng. Úi, 40k lực chiến. Rồi. Đây. Tăng bậc. Wow, 86k điểm lực chiến. Công kia các thứ tăng nhiều phết nhỉ. X10 nữa đi. Đấy. Ngon lành ha. Kích hoạt này, tăng sát thương cuối. Ok luôn. Để mình xem nào, tinh luyện đến bậc mấy đây. Giảm sát thương cuối, tăng sát thương, chỉ có mỗi tăng với cả giảm sát thương cuối thôi. Wow, 2 thì dễ rồi, 3 thì cũng dễ, 5 thì cũng hơi khó rồi, dần lên là bắt đầu thốn đấy chứ. Nhưng mà càng về sau để mình cộng tổng cho nhá. 5 này, 5 giảm sát thương cuối đúng không? Tôi chọn cái tăng sát thương cho dễ đi. 5% này, 10% này, 14 này, 17 này, 17 này. 20 này, 20, 22 và 26. Wow, thế là chúng ta tăng được khoảng 26% nếu như mà build max lên nha. Chứng tỏ là nó cũng bình thường nha các bạn nhỉ. Thực ra về lết thì nó sẽ có lợi hơn, bởi vì là về lết thì chúng ta đánh toàn theo phần trăm, chỉ số nó cao ấy. Thì 26% nó là một cái gì đấy rất là khác bọt. Nhưng mà ở giai đoạn đầu thì mấy cái phần trăm đấy nó cũng đâu ăn thua mấy đâu. Lực chiến của chúng ta còn ít. 4 này, 3 này. Ok thế thôi. Bây giờ tiên ngọc của mình sắp hết rồi. Có khi lại chuẩn bị phải vào phúc địa oánh cái tụ bảo này thôi các bạn ạ. Kiếm thêm 6000 tiên ngọc. Đây 10.000 nữa. Wow, thốn các bạn ơi. Khai ngộ 10 viên. Ok. Đây này, có 0,13% rồi. Bao giờ mới lên được cái này thì nó ổn áp hơn. Bởi vì hiện tại mình mới chỉ có được 1 viên là tiên thiên thôi, còn lại thì cũng hơi cùi. Đấy, thần thông thế nào. Wow. Ê, có cái gì vậy? Không có à? Nhận thần thông. Ôi, thần thông hết rồi. À, lúc nãy mình thấy ở trong cái phần này có đây này, thành tựu này. Nhận luôn này. Bảng xếp hạng. Ôi, hạng 42. Các bác kia leo nhanh thế. Tầng 50, tầng 70, 90. Nó sẽ xiên kẽ nha các bạn. Về sau thì cái này rất là khó kiếm. Để mình xem nên là mắc hôm nay là leo đến tầng bao nhiêu nhá. Ok. Ngày thứ 12 thì các bạn nhớ all in hết vào mấy hoạt động này để tăng cái trang bị của mình lên nha. Đua stop mệt nghỉ luôn. Chiu. Ôi rồi, bạo kích luôn. Build kiểu tạp nham. Thế thành ra là nó ngoài sự tưởng tượng của mình. Lúc thì né, lúc thì choang, lúc thì hút máu, lúc thì bạo kích, lúc thì liên kích. Ảo thật đấy. Nếu như mình khôn hơn, mình chơi luôn ứng long từ đầu thì có phải là bây giờ ác của mình không thọt không? Mà nó sẽ đứng top cao hơn rất nhiều nha. Ai nghe ở đâu chơi ngay một kỳ lấn làm gì. Sai lầm của tuổi trẻ. Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt. Không sao, nhưng mà các bạn đừng sai lầm như mình là được. Mục đích của mình chơi để trải nghiệm cũng như chia sẻ cho các bạn thôi. Nên là nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích với các bạn thì nhớ cho mình xin một nút like cũng như là ấn đăng ký kênh để mình có thêm động lực nha. Nào các bạn xem 90% không ấn đăng ký, sợ thật. Toàn xem chùa rồi. Dã man con ngàn. Rồi luôn. Úi giời. Úi giời. Rồi luôn. 46 rồi. Để xem ra là ông cao nhất là ông ấy vượt được đến tầng bao nhiêu nha. Đấy các bạn thấy không? Lúc thì nó lại liên kích này, lúc thì nó bào kích như thế. Đấy. Hài vãi nồi luôn. Thề. Bảng xếp hạng này. Ui tầng 99 này. Đấy, ở server mình có bạn nữ này, bạn tên là Trang này, bạn chơi ác chiến luôn ấy. Wow, bạn này tầng 70, bạn này tầng 69. Khủng khiếp đấy nhở. Thôi mình cũng phải chơi lên thôi, nâng cấp không thọt nha. Đó, ngày hôm nay thứ 12 thì nó cũng đơn giản chỉ có vậy thôi. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ và đừng quên theo dõi thêm về series Dotop này nha. Có thêm những cái gì hay bổ ích thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. À quên, có một cái code mới các bạn đã nhập chưa? More like 20k. Thì bạn nào mà không hay biết cập nhật về code thì mình đã có làm 2 cái video cập nhật về code rồi. Thì ở trong cái phần comment ở dưới đấy là mình hay cập nhật, ví dụ như có code mới phát là mình sẽ cập nhật luôn ở dưới phần comment đấy. Ví dụ như hiện tại thời điểm mình làm chẳng hạn nó có 18 video nhưng mà tuần sau nó chứ nhập 18 cái code nhưng mà sang tuần nó có thêm một cái code mới là 19 cái thì mình sẽ cập nhật luôn ở comment ấy để các bạn có thể nhìn thấy. Thỉnh thoảng nếu như các bạn không biết thì các bạn cứ check qua cái video đấy là được. Các bạn cứ để vào trong phần yêu thích ấy, thả like gì đấy, lúc nào các bạn check qua comment là ok nhá. Ok. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.